Chào cả nhà nha. Hello, chào cả nhà. Hello, chào cả nhà. Anh em lúa đi bắt chuột đây. Hello Lực. Hello, chào cả nhà. Xuất phát đâu cả nhà ơi, bữa nay mình đem theo 3 chúng kĩa. Mình đi bằng xuồng nha. Lúa lại giữa đây. Lúa giữa ha. Tới liền. Không biết như thế nào đây cả nhà ơi. Không biết như thế nào nhưng mà bên đây là chuột thì thôi khỏi nói. Hồi sớm là đi dán mối quá trời luôn. Mình tiến thẳng dừng chào mình đó đó. Rồi mình đi dài 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 ở mé bên kia. Bên kia dịch chạy đồng. Con nuôi cả nhà. Chạm nó bắn to luôn á. Ừ, chạm nó bắn ngon đó. Vô. Ở đây có ai đầu mô không ta? Chạm nó thấy bịch biến lên đây. Bịch biến cái chuột chứ. Xong. Ở đây có ai đầu mô không? Có rồi. Không, ở đây không thấy mô nha. Không nè. Đâu? Không có. Đây mình đột mô đây được nè. Đây động được nè. Được. Nhưng gần dịch quá, sợ nó quậy á. Ừ. Gần dịch. Dịch nó gì hả? Ừ. Vậy thôi, chắc người ta sợ dịch vậy, người ta không làm gì. Ừ. Chiều dịch gì chuồng á, lại nó quậy rồi. Mới ra được mấy con giống hối rồi cả nhà ơi. Cả chục con rồi đó. Bữa nay như thế nào đây? Bữa nay chặt bội thu. Mùa nước nổi đã đến. Đi cái bờ chạm đậu này trước ha. Dạ, đi lấn 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 vô. Đây nè, đây cái ổ bịch đó đó, đi dài dài dài. Ghe mình để đằng kia cả nhà. Có nào đi bắn mối gì bắn tiêu ghe. Đó nói sự thật mà. Thôi quên đi. Mấy dịch lạc thì sao? Căng lắm á, hai con không? Lại có dấu tay quay không sao? Quay không à. Đấy, thôi giờ anh em mình tập trung bắt chuột đi, anh lúa hơi bị lo rồi đó. Tiến thẳng lại cái giường nó có đằng đó đó cả nhà. Tới rồi cả nhà ơi. Cái giường hôm nay cái cây nó bự ghê sao? Mấy năm trước đâu bự dữ hả? Ừ, lá nó cứ vậy hoài cha. Nó màu lớn ghê thiệt chứ. Mỗi năm mỗi khác ha. Sao... Nước ngập hết rồi cả nhà ơi, chuột nó sẽ lên cây. Nhưng mà không biết ở đây người ta bắt có nhiều hay không thôi. Thử coi như thế nào. Mình lên đầu trên bắt dài vô ha anh Lực. Mưa là dài cả nhà ơi, mưa lâm râm. Tới bến rồi. Sao đây, sao đây. Sao đây anh em ơi. Rồi đâu vào đây đi. Sao đây yên gắn vậy, yên tĩnh vậy. Mà xong, sao đây yên tĩnh mà xong. Từ nó lắm vậy. Cái gì? Chuột nhảy nhóc chân xong ơi. Nó lội kìa, chạy kìa. Trời ơi trời. Kìa, lội kìa. Lội kìa. Đợi nó. Thôi im đi, im đi. Từ từ lên cây à. Cái gì vậy? Đã thâu rồi. Coi chừng cái bị kìa. Điện thoại của mình trong đó đó. Đậu bên. Từ từ, từ từ. Coi kỳ kỹ á, nó mới lại nó nhảy tỉnh tỉnh ghê. Cái gì? Có gì che máy không? Có cái cầm cái xô theo, có gì che cái xô. Có cái xô rồi. Lấy cái xô che cái máy lại cả nhà ơi. Rồi, đi vô nha. Đây nhìn kỹ kỹ á, nhìn kỹ. Đi đâu? Trời nó gà bữa nãy thấy nó nhảy tùm tùm nè. Ê, mình đi nhẹ nhẹ thôi. Vô cái vườn tràm cả nhà ơi. Coi chừng có ong nha anh em. Ui da, ui da. Đi nhẹ nhẹ đừng nói chuyện. Bơi xuống nhẹ nhẹ được ơi. Có chỗ rõ nằm thấy em xong. Kìa, kìa trên đầu kìa. Trời ơi, trên đọt á.
ẩu gò nhóc trơn trời. Mưa tới cả nhà ơi. Đi nhẹ nhẹ, đi nhẹ. Kìa kìa, gõ lấy kìa, gõ lấy kìa. Rồi, gõ nè. Đi đâu kêu cho nó. Chiền cây á. Rồi nó mối rồi kìa, nằm kìa. Cây đó, cây đằng bự đó. Cặp vô luôn. Cặp vô. Lắm. Trả lại con no luôn. Đó, chỗ của anh ấy vậy. Còn. Mưa rồi, mưa rồi, mưa rồi. Quá mưa rồi. Chụp lại. Không, không ai. Trước nào nghe con không. Ủa phải rồi. Đây con chuột nhỏ quá, chuột nhỏ quá, bỏ đi xong rồi. Đã. Xong. Chuột xạ đâu lên cây nữa nè. Thôi bỏ đi. Chuột chuột nhỏ nữa. Xạ chứ phải chuột nhỏ cơm hả? Xạ. Đó, bắn chuột này cái tay. Thế vậy? Dạ. Lên cây lại xong. Trời trời, trái bự. Hai con luôn. Kìa nằm đó, nằm đó. Cái cây xong đi. Trời ơi. Ngậu thuốc trước kìa, hai con ngậu thuốc trước kìa. Mưa luôn rồi. Tránh cái cây, không tránh cây dính rồi. Đó, cái kỹ. Thầy cậu bên kia thấy đâu. Mưa ác rồi. Mưa rồi, mưa 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 rồi. Đừng mưa đông ơi. Dạ, anh trộn. Cái nhà con chuột nè. Chuột lắm bự. Ấy, chị Nhung ơi. Chị Nhung ơi, chú ơi, lên cây rồi, tút trên đọt rồi. Lên tút đọt rồi. Đưa nó bắn lên xong ơi, đưa dễ trên xong kìa. Lại. Lên, lên trên, lên trên luôn. Thấy không? Tốt kia đó. Đưa nó bắn đi, thấy chưa? Trên đó, trên đó, trên đó. Nhanh như đọt cây bên kia chứ không phải cây đó. Cây bên kia, nó. Chạy qua đó hả? Ừ. Thôi, trên trên đọt cũng con nữa kìa rồi. Dính lại ơi, hay lại ơi. Trên đọt con nữa kìa lại. Đâu? Tốt cái đọt con đó. Kìa, trời ơi, trời nó bay, nó chạy xèo xèo, trời nó trời. Chạy buông ngồi xuống rồi. Lụm không? Lụm. Quá hay lời ơi. Thôi, nó trên đọt nhóc chân, trời nó xong rồi. Chạy á. Nó là quắn. Con. Đây, đây, ổ chuột dữ lắm bự không ơi. Không biết bao nhiêu con trên này luôn à. Không. Đây nè. Trời ơi, nghe cầm. Một con đầu tiên. Lên không? Hả? Lên đây. Ờ, nó dậy xài xài lên xong ơi. Cao quá cao. Mà leo luôn luôn không? Dung luôn. Đâu rồi? Cứ cứ nằm đi. Dung không? Hay là lên chụp? Dữ lắm chuột anh Lực ơi. Bành cây cao quá à, bắn không tới. Mày rung đi. Rung ra. Rung đi, rung đi. Không phải một con đâu, mấy ổ này không phải một con đâu. Cây. Lên luôn đi không? Rung cây đọt nhỏ à. Chuẩn bị xong ơi. Đó, 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 xong, nó xong, nó xong, dớt xong. Dớt nó lại. Cái nó có nằm kìa, dung xong ơi. Dung
chín này kìa. Con bảy chà bá lửa kìa. Lụm con cả nhà ơi. Anh lên đậu lại kìa, lên đậu lại. Phải xong, phải xong. Rồi lên đọt luôn rồi. Lên đọt rồi, tuốt cái đọt rồi. Dùng đi. Ê chạy qua kia kìa, qua kia rồi. Còn chứ đâu không có đó. Hai ba con ông đội ơi. Dùng đi xong ơi. Trời ơi, chạy liền chọn qua đây rồi kìa. Còn với đoạn rút lộn con nữa. Bộ ba bốn con không trần. Ngon quá bự bự ơi. Ê. Chạy. Thôi ơi. Còn không đi. Thôi, chạy kia đây, cài, đừng cho lặn. Rồi, lặn rồi. Nó nằm khơi không xong. Nó nằm khơi rồi xong rồi. Hạn chế nói chuyện nha cả nhà. Tại sao không sống trước mặt cái sống? Tại trái nó chạy đó. Đó. Nó. Đang chuột mũi đây nè. Gì vậy? Nó phân lên đọt luôn rồi. Đánh đọt đi. Ừ. Thế dế con chuột chứ. Thôi đeo đọt. Dạ, yeah, nó còn nằm. Cái bự này hay sao? Cái bự bên đây nè. Sao? Lấy cái này nè. Đó không bắt con chuột này. Cái này nè. Kìa, làm cái sống, nó làm cái sống. Kìa, sống. Trời trời, con chuột nó bự, trời. Kìa. Trời trời, nó làm như con heo, cái sống ơi, sống. Đây nè, cả nhà ơi. Nó. Đây là. Đâu rồi. Nó. Cây bên kia hả? Ừ, thì đó. Kìa, con chuột mặt cái kia. Nó dạng xong rồi. Nó dạng thịt rồi. Leo từ từ, bắn được chân à. Leo đi xong. Đúng rồi, lực khó chịu quá, thế bắn đi. Nặng luôn. Lên nặng nó bắn được anh lực. Lên nặng luôn. Lên nặng đi, lên nặng đi. Bắn cho nó xéo ra kia, đừng cho nó bắn đứng nha. Lên chút xíu lên lực. Đó. Ngay nha, thịt anh ơi. Dữ lắm con chuột mập. Tôi lên là tới luôn đó. Lên nặng hai luôn. Rồi bắn tới rồi đó. Hay. Lụm. Lụm cả nhà ơi. Đúng đợi con chuột. Ai lên. Cày ngoài nè. Không được sao ơi, không được sao ơi, nó ngã ra ngoài sao ơi. Bẻ nhắn ra sao? Bẻ nhắn được rồi. Bẻ được rồi. Vút. Hết hồn cũng chuột thiệt chứ. Trời ơi, nó chạy bên kia ù bên kia kìa. Kìa lại nó xuống kìa, nó chạy xuống kìa. Bên kia ngon nữa kìa, Đây nè, nó nghe tiếng chạy đây ngon nè. Nó ngon nữa kìa, trên đọt kìa. Dung Vinh cho nó thấy không lời? Dung Vinh, cho nó. Nó chạy Dung Vinh, cây coi nha. Rồi cái này có cái chi một nó đã anh lực. Chi một của đó anh bỏ nhạc em theo hồi đó có mập thú ôi. Dữ lắm hả? Hay, không lập, cho. Lâm chuột mập chạy nó đi lại. Từ từ lại. Anh em đi tới một lượt một luôn. Đi quay chưa? Rồi. Rồi. Làm sao mất được. Cả nhà ơi, con chuột giấy nó mập một cái ha. Ở chỗ bài xuống luôn nha, đi cho nó mày không. Thôi. Từ đi. Vô. Hết hồn con chuột giấy thì ý ước mà nó bay lớn đó. Ú lù. Đây cái xô nè anh. Anh nằm cái xô. Vừa đựng chuột vừa che mưa cho nắng luôn.
Nó nhẹ nhẹ nó. Một hồi nó dồn đầu kia, hì hì nó đó. Mình đọc này á, nó rút lại đầu kia. Đâu đâu rồi, chạy đâu rồi. Thôi, từ từ đi. Nhẹ. Đâu, đâu. Đâu. Đâu, đâu. Đúng, đúng cái. Lắm. Lắm. Dừng chuột lấy không? Đây, leo ra, leo nhánh này lấy cho. Ê, cái con rớt xuống không? Ui. Nước dữ, nước dữ. Con rớt nhánh vậy? Bây giờ con lặn này. Nhỏ. Trời, con đó. Dụt. Dụt. Chập, thủ chập nha. Ghê trời. Ờ, bẻ gãy cây luôn không? Dễ dụt. Trời ơi, con lứa mà nó bay lớn rồi hả, nó mập kìa. Đây. Cái chảy đó. Này, nó vô cây. Gì trời. Điêu nguyệt nữa ha. Dữ trời. Thôi. Chút nữa đi lan quận nữa. Ừ. Sao lại hèm, sao hèm, sao lưng kìa. Không là rồi. Tiếp nó xong, thành chậm nó xong. Ổ nhỏ 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 là nó ngồi chảnh xong. Ừ. Này y gian đi đánh trận rồi trời. Nói ổ nằm đây cái gì vậy? Giống cái ổ vậy. Đi rồi. Làm gì cũng có nhiều người săn đó. Chuột nó không sợ chóng mặt nha. Hai con luôn lại ơi. Cầm cầm ơi, leo lên mắt nó. Ôi trời ơi, bự không, bự không. Kìa, nó nằm trên kìa. Thôi được rồi, xong xong, đứng xong, 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 tới rồi, xong ơi. Nè. Bự cái xong, bự cái xong, nó nằm cả nhà ơi. Bốn. Nằm nhà, nó nằm đó. Cái nhà thấy không? Cái nằm nè. Nhẹ nhẹ. Nó nhóm mình rồi đó. Hả cả nhà ơi, chút bự xong. Con còn ở đâu? Chưa, để bắn con này tính sao? Ừ, cho bắn con bự đi. Lắm. Lắm. Còn con nhỏ ngay. Thôi nhỏ dây xuống kìa. Đưa chạy luôn. Chạy chạy. Nhảy. Phong phong. Còn đó, còn đó. Rồi nhảy. Cái lội vô kìa, lội vô kìa nè. Từ từ. Nó lội đi. Nè, cho lực theo đi nè. Vào luôn rồi cả nhà ơi. Nhờ vườn tràm này nóng quá ông. Ừ. Xong 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 đó kìa xong. Nó nằm ở kia kìa. Thấy không, thấy không, thấy không? Ngoài đây nữa cả nhà ơi. Chú chớm chuột ơi. Chuột này nhỏ, lứa. Lứa hả? Thấy cái đầu không? Còn gõ nữa kìa. Đi coi thì được, nó cứ ngắt cả nè. Thôi tức lửa. Trời ơi, con chuột bự lại ơi. Đâu à? Rồi, cầm ơi, cầm ơi. Trời trời, lắm bự, dữ lắm bự luôn. Em cây đó xong, nó nằm ở dưới xong ơi. Chuyện qua kia xong ơi. Ôi, nó chuyện qua kia rồi. Coi chuyện tuốt cái đọt rồi. Chuyện qua đây rồi, chuyện qua đây rồi. Qua đây, dung 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 lại, dung lại đây. Trời, chạy xuống, chạy xuống, chạy xuống, mới chạy xuống đó. Thôi nó bự. Đưa, đưa, đưa cái kẻ này lại. Nè. Sao bắn chỉ dài, bắn chỉ cục. Bắn chỉ cục. Hả? Chú bự nó nằm lên tránh im ru kìa. Nè.
qua đây là thủ cây bên đây nè, có gì tôi nhảy qua dung nè rồi. Chạy qua xong đó, chạy qua xong đó. Không tới là không bắn được. Qua lại. Qua cây bên đây. Qua luôn rồi. Qua nào qua lại, còn. Còn. Đi. Xuống dưới đi. Qua đâu vậy? Lên trên à. Kìa. Trời bự. Luôn không? Lên tới đó luôn. Cái này rồi. Mình tới đọc luôn xong rồi. Cái này rồi. Cái này hả? Ừ. Cứ lực. Xong làm cánh hay vậy? Ừ. Lúc ra đầu máy luôn à. Đưa băng tới không? Đâu rồi. Trên đọt á. Đọt hay vậy? Nó ra ngoài với ngoài nhỏ bên đây nè. Cái giữa kìa. Tới anh Phòng. Nó là một cục kìa. Nó còn nằm đó. Kìa nó xuống luôn đi. Đây đây đây, em tao leo lên cái mày chuyện đưa tao cái đường đó. Lấy chẻ cùng Phòng á. Cái dài á. Quá trời chỗ luôn à. Để tao leo lên cái đi. Gần tới rồi đó. Xác bên đó rồi đó. Rồi có gà nha, lên chở nó gà nha. Xong rồi đó bóp 39 luôn rồi xong. Đừng động trên cây. Đừng xong. Xong đưa chỉ có xong á. Biết được không? Mày đứng nó dài được không? Chưa. Qua bên kia luôn hả vậy? Qua tới đây nha trời. Kìa, lên. Qua hả? Lên. Đâu rồi? Lên. Chú người ta. Kìa. Đây nè, qua đây nè. Trời ơi, chạy lên đọt nữa rồi. Nó chèn dưới thằng á. Dung, qua ngoài cây nó dung liền cái lại. Qua cây kia. Qua cây nhỏ. Đâu lại? Tiêu rồi. Chụp nha. Ừ. Đó lại. Lại. Dính đâu vậy? Mày sao bự ơi. Má. Dính rồi xong rồi. Trời ơi nó mập. Quá im. Này cả nhà ơi. Chuẩn bị luôn không? Chuẩn bị đi. Trời ơi chụp giấy anh được ơi. Quá hay. Mập không ha? Ừ. Cái xô mình đâu vậy? Qua đó. Thôi. Lại bắn im xong. Trời yêu. Thôi. Lượm mua dễ lại, lượm mua dễ lại. Không có ông đâu mà thơm mập dưới ta. Không có ông đâu mà. Bự. Đọc. Lên luôn hay dòng? Lên luôn à. Con chuột này không bự không? Bự. Gặp mày. Này nè, cầm á. Gặp mày. Cái đâu rồi? Đó, nó qua đây xong rồi. Ôi, cái này xong. Cầm ấy, cầm. Leo cái gì? Được cái này. Gặp đi cho nó chạy đi, chuyền qua cây bên đây xong. Nó. Đó, chị cho ai đó? Chờ người xong. Gì vậy? Ở đâu vậy? Bụi. Bụi đâu bụi dính ra kìa. Dành vớt chứ. Bụi vô mắt luôn rồi. Mới vừa quay qua coi gặp dính lên vậy. Y ăn chơi nhà trò vậy? Trên xào tay xuống mà. Không coi nhà ơi. Vớt xuống luôn hả? Ừ. Chị cũng được. Vậy cũng được ra sao? Được chứ. Mình đi qua vườn bên kia đi. Đi tới luôn à. Ừ, tới luôn đi. Tới luôn đi ha. Tới luôn.
dính rồi là xong rồi, hay quá xong rồi. Bự xong. Nằm ẩu hả? Đây đây. Trời ơi, chuột nó bự này cả nhà ơi. Ngán không? Quá đã luôn. Đây, lấy xô lại. Hết biết con chuột cá cả nhà ơi. Cứ ách không? Đó xong. Ừ. Chứ con ra xong. Nhảy đi xong rồi. Dưới nhảy đi xong rồi. Chạy dưới cắm chạy đi xong rồi. Còn trên cây nữa đó xong. Ê kìa kìa kìa, xuống đó kìa. Xuống cái bẹp dưới đó rồi đó. Thấy không, thấy không? Nó nằm á. Ê, lắc, lắc hay kìa. Nó nằm cục đó đó. Còn đó đó, thấy không? Còn, còn. Nằm ở cục ngoài á, từ từ lại, từ từ lại. Hay quá. Chuột thì nó chạy, sợ thì chạy chứ. Quen à, sống đây quen à. Chuột cũng trong chảy ha. Bành kia. Nãy giờ có không luôn? Đi rồi. Đây. Chuột gì đâu mà nó. Nó nó phóng mình kìa hay vậy? Lúa bắn chuột cả nhà. Dính luôn. Dính. Bỏ 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 xuống đi lại. Nhắc này lúa ra tay nha cả nhà. Xem ơi. Dính này kìa. Bắn dính vô cái bàn chân. Hay bàn chân rồi. Nhập ơi. Đây đây. À, ở trên trên đọt có cái ấy kìa, trên ổ kìa xong. Nào. Nào nào nào, xong 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 xong. Alo. Có ổ hay gì? Ừ, ổ rồi ổ muốn chậm rồi. Nào. Đó. Cắt rồi. Không có rồi quay. Nói này hả sao? Ai chứ là người đọt dài bắn cho mấy con chuột này. Dính rồi lúa rồi. Đúng rồi. Hết sảy rồi. Chỗ chạy rồi. Sao thoát chứ? Ừ, sao thoát mà là xong được. Hôm qua bà danh này mà mình thấy ở đó không? Nó đó. Đâu? Nó đó. Ừ. Qua lúa, qua ba là xong. Chuột ướt cũng bành kìa ha. Ủa sao nãy bắn cái dây trẻ vô chim chim mà sao kỹ ta? Tại chúng thì gần đó, chúng chúng với mình á. Chúng này cái giỏ. Đi về tới đây anh em đấy. Ơi. Kỹ đó. Ừ. Cổ gì đó mới chát đó sao? Giữ ngộ gì lắm mới luôn kìa. Ổ biết xong hả? Ồ, ình lú đuôi hả con? Có không? Có không xong? Đó. Lụm thôi, lụm thôi. Đây ổ chuột cả nhà. Anh lú đuôi hả con? Nắng cháo quá, sao thấy đường bắn. Bao nhiêu cái đuôi á? Dính nha. Lụm nha. Phít. Rồi. Dính rồi. Dễ rồi. Chết chết không? Đè cây xuống cây cong mắt luôn là.
chúng nó là hết dược rồi. Rồi cái ổ bên đây coi dùm vậy. Con này không có. Trời ơi, thế con chuột thiệt chứ. Bự lắm, bự hay sao? Trứng gà hả? Dạ. Rồi hãy giờ hãy vô ngoài đó đi. Tôi cái luôn cho bà con mọi người thấy luôn không? Trời ơi, chuột bự kìa. Lời ơi lời. Ghê không? Giỡn nó nghe, cho mày giỡn nó nghe. Giỡn nó nghe. Nè. Em quay, em quay. Đây đây. Nè. Đúng. Thôi. Đè vô vậy thôi. Cho mình quất thôi. Mập ghê ha. Trời ơi, ơi. Vô. À dẫn đi cái trẻ này lên bên đó giùm. Dạ. Đi ra đây coi có chỗ. À đứng đứng ngoài đó đi, đứng ngoài đó đó đây, đó đi. Dùng lại. Dùng ngon ráo luôn lại. Nướng chạy quanh kia. Cay mạnh lên. Cay á. Con gì chèn chèn bên kia hả? Nữa. Đó. Đây, đây. Ê, ê, ê. Đó. Mày. Mày. Hay quá xong rồi. Mày giống tôi bị ngủ chục quá à. Bắn đúng cái cây răng chục lên vậy. Hay. Chỗ đây xong rồi. Chỗ cái gì vậy? Chạy đây cái dẹo này con nè. Ừ ơi. Không 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 để nó ra ngoài cổ rồi xong chạy lên con nè nó vô ổ không gặp không ừ nó nằm đi xa quá trời vậy bóp đi gần cái bên này bóp đi. Hay quá. Chạy hả mày? Chạy với anh ba đó hả? Xác vô. Xa vậy? Để tôi bắn cho. Để tôi. Để tôi. Đi đâu? Dính dính dính. Thôi con. Còn lứa. Nó gọi nó chạy xẹo xẹo qua nó xong. Có ai em dòng chặn đường không á, nó chạy vô bờ hết trơn á. Dùng chết rồi hả? Ê, có ai chặn đường không, nó chạy vô bờ hết trơn á. Bờ nào? Bờ nắng nó chặn đường nắng á. Rồi gì cũng chết rồi hả? Ừ. Không, thiệt tình. Dữ lắm ơn bệnh á, xèo bệnh á. Bắn bên hàng bên trước đi. Nè, vô nha. Chặn đường được cho chạy đạo đi đẳng lại ơi. Ép. Đừng có cho nó giờ chạy đi đẳng lại ơi. Lụm cái nhà ơi. Quá dễ dàng. Cái này săn bữa đá đời được chứ. Nhằm khi nó tạt vô, hôm nãy mình đuổi đẳng nó tạt ra đây nè. Ừ. Lâm nước kìa. Ép. Lâm. Vào rồi cả nhà ơi. Thứ gì chịu nổi. Cái lấy con đứa đánh cái con kìa. Cái chuột cũng bánh xèo bánh cái lại. Đánh lực kìa trên mặt kìa. Đục luôn hay vậy? Chưa. Gỡ được không? Được rồi. Trời ơi con nào nấy mập. Thứ gì chịu nổi xong. Lúc kỳ luôn. Cái nhà ơi con nào nấy nè cái nhà ơi. Ây dạ.
trơn vậy. Bên kia xèo xèo hết á. Qua kia lấy xong rồi. Qua kia lấy xong. Đi nữa xong. Có gì vậy? Trong thôi. Nhưng cũng được nữa hả? Vô từ từ đi, đừng vô con bến. Đừng vô từ từ đi. Ê, còn cái này, còn cái nè. Đưa mũi vô. Tự dậm vô nó xét xuống gì đó, nó ra ngoài hết đi rồi. Kìa, đi chung dưới góc con còn nữa kìa. Không. Nó lội tẹt trong đó. Bắn đủ tư thế vậy. S. Nãy con còn kia mới chạy lại đó. Ừ, mới chạy qua rồi. Rồi cái mũi có ngặn bắn đây nè. Sao đây rồi, lại. Xuống nó cà lại. Ở xuống nóng đó đó. Bơi cô lơi nó rồi. Tiêu hả? Cái mũi không ngạnh mà sao dính mũi có ngạnh. Dữ lắm nhiều xong ơi. Trời cái này mày ngạnh cho ngon bắn biết nhiêu chuột. Ừ. Trời đóng chà nãy mày giúp tôi đây xong. Kìa, đóng chà nè. Kìa, lấy cái xong chặt đường xong. Kìa, hai ba con, ba bốn con chặt á. Ơi, từ. Cầm trên cây kìa, ba con, bốn con. 5 con. Trời ơi, nó lội rồi. Nó lên cây kìa. Cả cho lên cây, cho lên cây. Cho lên cây. Trong lớp chặt lại nhiều lắm đó. Nó chuột cái sông bự kìa. Kìa, xong. Đúng. Đúng. Lực. Vô. Dậm rồi, ông chạy vô xem chút đi. Trời ơi, chạy đá. Kìa, đó xong bắn con nữa kìa. Mày hả bưởi. Ít. Bữa nay đúng là đồ xác luôn đó. Ông chạy dậm thử có em đó lực. Chở lên hết 2 con nữa. 4 con cả. Trời ơi, con đó mập rồi xong ơi. Còn con nào cảnh không? Ôi, cái món làm đi. Quá xá chuột cả nhà ơi. Nó lên cây là chắc nó đen con vậy đúng không? Nãy giờ lội đây chưa lắm rồi nè. Lội xèo vậy. Đây, đây, lúa lẹn chặn đường nha. Chặn đường đi. Đưa cái này xuống lên xuống đi. À. Không chặn lên đây cái thế này. Chút quá. Đi bắn cho múc bậy đi lên cái mấy cái cây này nhiều lắm rồi đó. Lội đậu nhiều lắm rồi. Cả nhà ơi, thứ gì mà chịu nổi. Nó lại đây chứ đâu. Nè, mấy cái bọng này nè, có là nó dồn luôn nè. Đi nè, xích ra nha. Ai xích ra? Đó đó. Lúa hả? Ê, phan từ từ. Lúa ở đâu? Thôi, chạy lên ráo băng nhấp trơn, ông nội ơi, thôi. Chạy lên, chạy lên người, bắn leo lên bắn luôn xong ơi. Trời ơi, nó xèo đánh kìa. Mình bắn từ tới đi. Kìa. Trời ơi, con kìa. Cái nhà ơi, dữ lắm luôn, cái nhà ơi. Nè, lúa lại quay cho cả nhà xem nè. Đây nè. Lại, chặn được đi, đừng cho lại. Nè, nó xèo góc gáo rồi nè. Đây nè, cả nhà. Có chuột rất nhiều nè. Đây, lúa quay cho cả nhà xem nha. Kìa, lội kìa. Đó, cả nhà thấy không? Xèo lên kia kìa. Đó. Ôi. Đó.
lại. Chạy dữ lắm nhiều. Đâu kia rồi, đó kìa kìa, chạy bậy bậy bên kìa. Đó đó đó, nó cắn lộn luôn kìa 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 kìa. Có nhảy không? Đó đó. Trời ơi, trên cây bóng xuống. Ăn sao kìa, đó kìa. Trở lại rồi, trở lại. Đâu, cái khỏi trên cây nó nhảy sụp sụp luôn. Đừng, đừng, đừng cho nó trở lại. Mình lùa tới luôn. Lại đứng với cái áo cành đi lại. Nó còn mấy con trên cái áo á. Đó có bọng hả? Bọng gáo nguyên lự chưa? Chạy vô đó, đó. Còn má nó chạy vô đó, còn mình kia nhiều đó không á? Thấy không? Từ lưới đến cái này nè. Đây đây, khoan khoan, từ từ. Để dục đây nè. Nè. Dục lên đây đâu vậy? Khoan khoan, con đi không lại. Mấy con dục lên đây. Chạy lại mấy cái hàng mà đằng cao chân. Ừ. Ê, đưa em cây chỉ rồi, đưa mũi chỉ rồi. Gặp không? Đưa mũi chỉ rồi, đưa mũi chỉ một cũng được đó. Lấy đầu một. Gặp chung không? Bỏ. Vậy, thấy vậy cứ còn hai ba con giống cái gì đó. Đâm cho từ con đi. Mạnh luôn nha, nó dính luôn ảnh luôn nha. Bấm mình lại. Chân vụt đó. Thôi luôn đi. Rồi dạ. Ngay cái đầu nữa nè. Dưới lực. Nằm lúc nhanh bắn. Chân vụt. Đó, luôn ra được. Đi vô, từ từ. Một con. Còn nào nữa không? Chân ngạnh nó ngay xong. Trời ơi, chuột con bự. Con. Tát tát lửa rồi. Cái nhà ơi con chuột. Thì quá nhiều. Thì còn không. Con có bọng nào nữa không? Nước à. Ra ngoài đây. Đó đây xong. Trời ơi, khôn gì? Đó, đang chạy từ từ lại kìa. Đứng ra xa đi, ừ đứng ra xa đi. Ừ, gần của nó nhét á. Ừ. Ủt, ủt lại cả. Ừ, ừ, đứng đi, đứng đi. Đó, tới, 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 tới. Từ từ lại, tới đó. Ủng, đó, lại cả hai con kè xong. Lứa, lứa bỏ đi. Lứa bỏ đi. Chích nó luôn. Chích nó luôn, chích nhẹ nó luôn. Gãy chĩa. Lội ra ăn con nữa kìa, xong. Trời chạy, bậy bậy. Đủ lắm lần này nè. Đó, cả nhà thấy không? Trời trên cây xuống rồi, thuôn thuôn xuống rồi. Trời, trời. Trời, lại, 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 lại. Lại con đấy không? Nhỏ xong ơi, bỏ đi xong ơi. Bắn gì đậm bên kia đó. Chết rồi kìa, chết rồi kìa. Bắn con nhỏ nó đậm bên bự đó. Nói chuyện lớn lớn á, giờ nó tạt ở đây lực. Ừ, ừ. Hết tổng chuột bự không?
đập cái ghê ghê vậy. Làm dữ dữ lên lại ơi. Nó lại ngập thì rồi sao bắt kịp xong. Đập luôn đấy, chúng ta đập luôn nha. Xong lại chú lấm chục quả giấy vào xong cài nó xong im xong im xong từ từ xong cài tới nó bắn quyết định nó xong rồi cài đấy bắn con nào con đi nè bắn này đi cài xong xong trời ơi trời cái gì vậy cài tới chục nhỏ chục nhỏ chục nhỏ xong rồi tới tới xong đó đó trong xong ở trong ở trong ở trong sao lại mình bắn đặt kế bên ngoài này nó ở trái khung khung chứ mày cái bưởi giỡn mặt cái ba xong á gậy giúp dễ mau lên đi quất phành phành liền mấy ngoài xong ơi xong ơi xong mấy ngoài mấy ngoài mấy ngoài chạy vô đẳng rồi lâu ngược lại kè lại lâu ngược lại dặn bên đây bên đây mấy ngoài ừ la lớn lên cho nó tạt kêu cho đây nè kìa cái lỗi cho mạng con nữa chứ không xong từ từ xong lại cho lại đó cái xong cái xong ngoài cái xong bắn mà lựa chuột bắn ra nha. Đó, nó lội chân ngược lại nó lại. Mình bắn cái này hiệu quả hơn nè, mình lùa tới nó đi chứ. Động hai ba con, lội lại là hai ba con luôn rồi. Im. Im, im. Là lắm. Nhiều xíu gì? Mà phim xuống rồi hả? Trước qua đây kiếm giùm nó lại. Mang dài mồi tiếp coi. Bởi kìa. Nó tạt nó tiêu chân chạy. Con còn cho nó phải dữ lắm bự xong. Trời ơi, xong xong xong, xong ơi. Rồi. Qua đây nè xong con chuột dữ lắm bự trên cây xong ơi. Gặp rồi, bà xong xong gặp rồi. Dạ ôi nhảy ơi. Thử tuôn buông tay luôn à. Thôi mình về cả nhà ơi. Chiều rồi về mình nấu nướng nữa. Ăn cơm ăn nước nữa. Bữa nay chuột kia
ốc cục nổi cắm sao chạy xèo xèo vô dịch vô trời. Ghê hồn chuột thiệt chứ. Ở băng băng băng. Coi chừng cái, coi chừng kiến. Kiến kiến. Trời ơi. Ờ nó nhiều. Nhiều quá trời. Con nào mấy bành bành không à. Đây cả nhà ơi. Thành quả của mình. Đó. Chặt luôn. Đây là mấy gắn mối rồi sớm nè. Mới nè. Đầu sào, đầu sào nó kìa. Đầy thầy một thùng luôn đó, lúa lượm đó. Thôi đầy thùng luôn lúa rồi. Rửa đi, rửa đi. Rửa đi, rửa đi cho cả nhà xem, đổi cho cả nhà xem coi hành quả của mình. Trời ơi. Ủa cả nhà ơi, một đống luôn. Chưa hết nữa đó. Bây giờ tại vì chiều quá rồi, không có điện á, anh em phải về nhà làm mới được. Rồi con dân này dân mối đi hả? Mối mất gì đó. Dân mối là dữ như nó con khổng lông như vậy. Thôi mình về ha. Hẹn cả nhà clip sau nha. Chúc cả nhà buổi chiều vui vẻ. Bye bye cả nhà nha. Bye cả nhà. Bye.